có cái dịp mình đi lên chỗ cách cách Phan Thiết đây, đây mình đang ở quốc lộ 28 nhé. Hiện tại đây mình đang quốc lộ 28, đây là gọi là cầu cầu này là gọi là cầu Liêm này. Đây đằng trước mặt là cầu Liêm nhé. Thì từ thành phố Phan Thiết mà lên đến đây là đúng 6 cây số nha nhá. Đây mình sẽ lên đây mình quay cho cả nhà xem cái cầu Liêm này. Đây, đây gọi là ngay cái cầu này là cầu Liêm nha, cả nhà nhìn rõ chưa? Đấy, thì thành phố Phan Thiết lên đây đúng 6 cây số nhá. Thì đây thì hiện tại đây mình có một cái nô đất này. Nô đất của mình thì cũng không phải là chính xác là của mình nhé cả nhà nhé. Đây là có một cái ông anh. Đây cả nhà ơi, đây này. Thì từ cái quốc độ, từ quốc độ 28 đây. Từ quốc độ 28 mà vào nô đất nha. Đấy, ngay cái chỗ chị mặc áo xanh ấy, chị đi vào ấy. Ngay cái chỗ xe đạp này này. Đấy, ngay chỗ xe đạp là bắt đầu tới nha cả nhà nhé. Đó. Thì cái miếng đất này tại sao nó đẹp vậy cả nhà biết sao? Nó có view suối luôn. Đây mình vào mình quay cho nhà xem này, nó view suối rất là đẹp luôn cả nhà này. Đây từ quốc độ 28 nhá. Đi vào đây đúng 100 m. Đấy ngay cái cổng ngay cái đây này. Đường này của nó là đường 3,5 m nha, nhưng mà người ta chỉ đổ bê tông, hiện tại là có 3 m thôi này. Đó. Đấy, từ quốc độ 28 đi vào đây chính xác nhà này, đây mình chạy xe vào luôn này. Xe ô tô vào thoải mái nhá. Thì đây, các bạn thấy không, trước mắt đây ngay cái chỗ xe đạp này này. Đấy, ngay cái xe đạp này luôn nhá. Đó, ngay cái xe đạp này. Mà đi qua cái nhà tôn xanh kia. Cái này là tổng là 4 xào 3, nhưng mà nó có 2 sổ chứ cả nhà nhé. Đấy, nó có 2 sổ, nó hay cái này 2 sổ. Thì mỗi một sổ nó khoảng rơi vào tầm 25 m mặt tiền. Một số khoảng hơn 2 xào, 2 xào rưỡi cả nhà nhé. Thì đằng sau là view suối này cả nhà này. Đấy. Nó đẹp cái là đằng trước cái mặt tiền, nếu mà hơn cả 4 xào luôn thì rơi vào 50 m mặt tiền. Đằng sau 50 m mặt suối nữa cả nhà nhé. Đấy, mà cái suối cái này không tính, cái đằng sau suối cái này không tính, sổ nó này nó dư khoảng 300-400 m cả nhà nhé. Thì người ta không tính vào đấy làm gì. Thì đây mình sẽ quay sơ cho cả nhà xem này. Đấy, nếu cả nhà có nhu cầu thì ông anh ông bán nhé. Lúc đó là ông mua không đâu 1 tỷ hay là 1 tỷ 50 một xào đấy. Đấy, giờ bán hòe hoặc bán nỗi 1 tí cũng được cả nhà. Đấy, thì rất là đẹp luôn cả nhà thấy không này. Đây là thích hợp cho ví dụ như là các bạn đào ao nuôi cá này, hay làm nhà vườn này. Nói chung là xây biệt thự làm cái gì cũng được. Xây khu sinh thái rất là đẹp cả nhà thấy không, đằng sau là núi kìa. Đấy, đất đằng sau tựa núi nhá. Đấy, bên hông thì suối. Rất là đẹp. Mà đặc biệt từ đây về trung tâm thành phố Phan Thiết có 6 cây số được cả nhà nhé. Đấy, xung quanh này nhà dân rất là nhiều này cả nhà thấy không? Đó. Toàn biệt thự với thiết đầy hết luôn cả nhà thấy không? Đấy. Ok nha, bạn nào mà cứ mua thật sự mà có nhà ý thật sự thì cứ alo mình để mình cho số anh làm việc trực tiếp nhá. Đấy, giá thì mình cũng báo luôn đấy, cả nhà rất là đẹp luôn cả nhà thấy không? Đấy, từ cái xe đạp này mà tới cái nhà tôn đó cả nhà thấy không, nó phải gỡ chừng 5 mấy mét mặt tiền. Đấy, mà đặc biệt đằng sau này view suối rất là đẹp luôn cả nhà thấy không. Đó, ok nha nhà.